Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn, phần 43. Chủ đề của phần này là Ba sử hô trung hồ lũng của. Ba sử hô là chỉ những người mà sinh năm 80 hoặc là sau năm 80, trong cái thập niên 80 đó, và tức là mình gọi là 8X á. Trung hồ lũng của, trung là trồng và hồ lũng của là cái trái thanh long, trồng thanh long. Ba sử hô trung hồ lũng của. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần. Trung Quốc Thái Châu tờ Tinh Chuyên sư yi cơ ba sử hô. 2016 年前他在上海工作，因为他很想做一些有意思的事情，所以他回了老家，和他的爸爸一起种火龙果。火龙果是一种非常好看，也非常好吃的水果，很多人都喜欢。中国新年的时候，很多人来丁俊的果园里摘火龙果，人们非常高兴。Vừa rồi là cái nội dung của bài. Bây giờ mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Trung Quốc Thái Châu tờ Tinh Chuyên. Tinh Chuyên, chữ Tinh là họ Đinh, Chuyên là chữ Tuấn, như vậy là Tinh Chuyên là Đinh Tuấn, Đinh Tuấn. Trung Quốc Thái Châu tờ Tinh Chuyên, Đinh Tuấn, người ở Thái Châu, Trung Quốc. Sư Dĩ Cơ, Ba Sử Hô, là một 8X, là một người mà sinh vào trong thập niên 80 á. Trung Quốc Thái Châu tờ Tinh Chuyên, Sư Dĩ Cơ, Ba Sử Hô. 2016 年前, 2016 年前là trước năm 2016. 他在上海工作, 他在上海工作, anh ấy làm việc ở Thượng Hải. 因为他很想, bởi vì anh ấy rất muốn, muốn gì nào, 做一些有意思的事情, 做一些, làm một số, một số gì, chúng ta tìm cái từ trung tâm là cái từ đằng sau từ tơ đó đó. Zuo yi xie shi qin là làm một số việc. Một số việc là như thế nào? Yu yi shi de shi qin tức là một số việc mà có ý nghĩa hoặc là thú vị. Ví dụ như đi làm công làm thuê gì đó rất là chán, muốn làm một cái những cái việc gì đó mà có ý nghĩa hơn. Yin wei ta hen xiang zuo yi xie yu yi shi de shi qin. Suo yi ta hui le lao jia. Số gì tha hủy lên lào chá, cho nên anh ấy đã về quê. Hủy lên lào chá gì là đã về quê. Hở tha tờ ba bạ, cùng với bố của anh ấy, y chỉ trung hồ lũng của, cùng nhau trồng thanh long, như vậy là cùng trồng thanh long với bố của anh ấy. Mình đọc lại cái slide này. Yên quê tha hẳn sàng chúa y xế yếu y sư tờ sư chiến, số gì tha hủy lên lào chá, hở tha tờ ba bạ, 一起种火龙果。火龙果是一种非常好看也非常好吃的水果。火龙果是一种 thanh long là một loại gì nào thì chúng ta cũng tìm từ trung tâm nữa, đó là 一种水果。一种水果, chúng ta thấy từ 水果 ở dưới đây đó.Sư y trùng sủy của là một loại trái cây. Một loại trái cây. Cái loại trái cây đó như thế nào? Phây sản hào khan. Dè phây sản hào chứ ta sủy của là một cái loại trái cây cực kỳ đẹp và cũng cực kỳ ngon. Hồ lũng của sư y trùng phây sản hào khan. Dè phây sản hào chứ ta sủy của. Hình tố rỉnh tố xì hoan. Và rất là nhiều người thích.中国新年的时候，中国新年的时候，khi và cái dịp Tết ở Trung Quốc, Trung Quốc xin nhận thời sự hô vào dịp Tết của Trung Quốc, hành đó rảnh lại,
Rất nhiều người đến. Đến đâu nào? Hẳn đó rỉnh lại tinh chuyên tờ của Duyển Lị. Có rất nhiều người đến. Cái vườn trái cây của Duyển là vườn trái cây của Đinh Tuấn. Lại tinh chuyên tờ của Duyển Lị. Có từ lì này cũng được, không có thì thôi. Trái hồ lũng của, từ trái đây là hái, trái hồ lũng của là để hái thanh long, và đó là một cái tục tập tục như vậy. Tết hái thanh long là tượng trưng cho sự may mắn. Rỉnh minh phây sẵn cao xiên, mọi người đều cực kỳ vui, mọi người đều vui vô cùng. Mình đọc lại. Trung của xin hẹn tờ sử hồ, hình tố rỉnh lại tinh chuyên tờ của Duyển Lị, trái hồ lũng của. Rỉnh minh phây sẵn cao xiên. Và sau đây thì xin mời mọi người cùng đọc lại theo mình một lần nhé. Ta bắt đầu đọc lại. Trung của Thái Châu tờ tinh chuyên sư ý cơ ba sử hồ. Ở 2016 年前他在上海工作。因为他很想做一些有意思的事情，所以他回了老家，和他的爸爸一起种火龙果。火龙果是一种非常好看也非常好吃的水果，很多人都喜欢。中国新年的时候，很多人来丁俊的果园里摘火龙果。人们非常高兴。Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần trước khi chúng ta kết thúc bài nhé. Trung của Thái Châu tờ Tinh Chuyên sư ý cơ ba sử hồ. 2016 年前他在上海工作。因为他很想做一些有意思的事情，所以他回了老家，和他的爸爸一起种火龙果。火龙果是一种非常好看，也非常好吃的水果，很多人都喜欢。中国新年的时候，很多人来丁俊的果园里摘火龙果，人们非常高兴。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 43 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả, mọi người học thật kỹ để kể lại cho trôi chảy và lưu loát nhé. Xin mọi người cho thầy một like, và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký. Và xin chào mọi người.